Nếu các bạn yêu thích vật cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Chào mừng các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy. Chào các bạn, cái nhộng. Chào các bạn. Ai rủ mày nhậu đâu mà nhậu hoài? Nhậu đi. Nhậu đi. Nhậu hoài. Nhậu hoài. Mệt quá. Nhậu nào mà quay. Không có nhậu với tao ngày nào. Vũ nhậu nhậu thôi, Vũ nhậu không nhậu. Nhậu quay. Cặp này chống máy này các bạn. Cái con này bự, cái đầu nó bự hơn cái con này. Cái tích của nó thì nó màu vàng và vàng cam hơn nữa, con kia nó vàng lợt. Theo mình suy đoán thì vậy, chứ cái này mình nuôi chơi thôi chứ không có kinh nghiệm gì hết trơn các bạn ơi. Không. À, thấy con này nè, thấy không, cái đầu nó bự, cái tích nó màu nó đẹp hơn, lông của nó kìa. Ở dưới đây, dưới đây nè, ở dưới đây nó có cái mã màu xanh bóng hơn cái con kia nữa. Nói chung là cái con kia nó cái gì, nó nhìn nó nhỏ mà nó màu lông nó không có đẹp bằng con nhảy lên tranh. Hai con nó tha gác hơi hoài mà không thấy nó đẻ. Về những vấn đề kinh nghiệm nuôi đẻ hai con này thì mình không có biết các bạn ơi. Không. Thì mình hồi đó của ông anh mình đem về ăn cặp để nuôi chơi tới giờ thôi. Ngoài thì cũng bắt đầu từ lúc mình làm clip nuôi nó tới giờ cũng cả năm rồi. Nuôi từ lúc nó nhỏ ngoài, bây giờ nó lớn nói chuyện rồi. Không. Nó nói nhiều lắm. Tại không có thời gian để nói chuyện, nó nhiều cái nói là nó bắt trước theo à. Đây cũng còn thời gian, cũng còn làm việc, cũng có công việc nhiều các bạn ơi, chứ không phải ở không mà rảnh rỗi để nuôi mấy con này không. Nuôi mấy con này chỉ là lúc mình giải trí thôi à. Lâu lâu ra cho tụi nó coi, tụi nó ăn rồi giải trí xem vui vậy đó. Chứ quan trọng cũng là công việc chính để mưu sinh kiếm sống qua ngày. Ngoài. Hả, giờ không ai rủ mày nhậu chứ có anh mày nói không à. Mày nói hoài thì có. Còn cái em kia đứng lẻ loi à. Chưa cưới vợ được cho nó nên nó còn đứng lẻ loi. Chắc bữa nào cho nó thảy em gà mái ác vô đây cho nó lai thử xem sao. Cho em thử cái nó gai gà gì. Nó thì đen, thui thì lùi, lấy gà ác. Gà ác cũng đen. Mà gà ác lông trắng, mình nữa không biết coi nó ra gà gì nữa. Để lai nó thử ra. Không. Nhậu đi. Nhậu hoài. Các
Cái này bất kỹ thề lại ha, cái này không dễ thề nữa ha. Đâu chữ thề thử lại tiếng coi. Má mày. Má mày. Ra ngoài. Quên rồi, nó quên chữ thề. Cái này tại không có chữ thề nữa, chửi nó quen nó hỗn. Nó quên cái tiếng đó rồi. Dạy tiếng khác. Dạy tiếng nào là nó bắt chước nói theo tiếng đó, rồi nó là nó bỏ mấy tiếng khác à. Em Yến Phụng thì 6 em 3 cặp. Mà như có một con đang ấp đó, đang ấp rồi. Ra ngoài. Mày mới không ai rủ mày nhậu vô, mày xàm hoài á thì có. Nhậu đi. Ra ngoài. Nhậu đi. Nhậu đi. Nhậu đi. Ra ngoài. Nhậu đi. Nhậu đi. Nhậu đi. Đi buồn mày. Kiếm nghe. Thôi, đi vào mấy người khác các bạn ơi. Đi qua vườn rau cho các bạn xem. Đây là mồng tơi. Rau đai, rau thơm nè các bạn thấy không, lá nào nó lấy cành cành cải. Ở đây thì có thú cưng chim kiển với vườn rau sạch đồ, sống vậy là thoải mái hay các bạn. Đây ngâm muốn quá trời luôn. Mới thu hoạch mới trồng ở đây là không có gãy hạt phân nào hết trơn nha các bạn ơi. Đây là trộn với mấy cái bã cây, mấy bã dược liệu trộn với đất lên thì trồng thôi, là nó mà rau gãy lá nào lấy nó tốt nó bự vậy đó, chứ không có gãy hạt phân nào hết. Trái cây cũng tự nhiên luôn,
không rải phân gì hết, không xịt thuốc gì hết. Cái chăm, trái chăm ăn đi hồi tím mỏ hết. Chuẩn bị dọn dẹp đây, chọn mấy cái bã cây bã cỏ vật liệu vô trồng rau tiếp. Ao thì rộng rãi thoáng mát, đứng không gió rất là mát. Ăn theo queo về chuối luôn. Gà với cô sống rất là thân thiện. Cho nó ăn trứng cút các bạn. Thêm lúa mầm nữa. Lúa mầm ăn kiểu này nó sung nó lên gà lắm. Để 3 trứng nữa. Đập máy các bạn ơi. Rồi. Xong, dính. Đập máy. Mới xíu mà sao bội.
Các bạn ơi, để quay cho các bạn xem. Chiều chiều dẫn tôi cho tụi này nó đi ra, nó đi quậy quá trời rồi. Nó bu bu mèo 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 mèo. Trời ơi, em này em nấy quá trời rồi. Xử nó, xử con lưu đi. Mèo 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 mèo. Ừ, gô, nó còn nhỏ. Mày lớn thì chẳng gây quá luôn. Quá trời các bạn ơi. Mèo 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 mèo. Rồi nè, alo alo hôm nay cho tụi nó ra chơi vậy quá. Đi đâu giờ, có đi đâu là nguyên bảy đi theo gì, mình đâu còn sợ trộm chiếc nữa đâu các bạn. Thấy tối thả hết nguyên bầy này ra đây ăn trộm, vừa leo vô leo tường vô nó, tụi này đứng nó dòm ở dưới, tụi này đứng ở dưới nó dòm là thôi thôi bỏ thôi, tuột xuống luôn chứ trèo vô làm chi nữa. Mèo 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 kêu mèo ấy đâu kêu lu đâu mình chạy lại vậy. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Thôi mình đi vô đây vệ sinh chuồng trại cho mấy em cu gái.
bầy à con dễ thương vào. Gà xe mà nó bầy này không phải là con đó các bạn ơi, con này con nuôi á. Con của cái bầy gà hôm bữa mình quay á, giờ mình để cho nó dẫn luôn. Cho con gà kia nó đẻ tiếp. Chuồng trại dơ quá, phải vệ sinh sạch sẽ cho em nó thôi. Đây là em chim sẻ bị thương gặp nạn, mình đem như đây mình cứu mạng đó, cho nó lành lành lặn lại rồi mình thả nó ra, còn biết sống không. Nhà đây mình vớt cá bảy màu chứ các bạn ơi, quá trời luôn. Không cho nó chàng ở ngoài, nó đi con đi ra ngoài. Quá trời luôn. Thôi nè. Vớt bỏ vô mấy cái như mấy cái chậu khác. Quá trời không các bạn. Chắc được một bọc luôn rồi các bạn ơi. Quá trời cá phê màu à. Nên mới vô thả dài mấy cái lu khạp mấy cái máng nước từ chuồng trại thì còn rộng rãi và dư nhiều lắm các bạn ơi. Mấy chuồng kia nuôi cũng còn rộng rãi mà trên đây cũng còn dư một cái nữa mà. Trên đây nuôi những loài chim hót cho nó vui. Nó là ở phía sau văn phòng làm việc. Nuôi những loài chim hót nhiều là nó cũng nghe vui lắm, vui tai lắm. Mà cấp này thì, nuôi nhiều thì sợ tụi nó trèo vô nè, trèo vô nó ăn cắp nè. Với phần là bây giờ không có thời gian chăm sóc nữa các bạn ơi. Nuôi nhiều quá không có chăm sóc tụi nó thì tụi nó không được tốt. Cây xanh chuồng thoải mái rộng rãi luôn. Đây có hồ nước cho tụi nó luôn. Nuôi thì phải có thời gian chăm sóc nó nên tụi chúng mới tốt được. Còn nuôi nhiều quá mà không có chăm sóc được tụi nó mèo hoặc mình cũng không có vui được vui. Cho nên chuồng trại thì còn nhiều lắm mà chưa có thời gian nuôi để thả được mấy những loài này loài khác vô. Cấp trước thì nuôi nhiều mà ăn trộm nó bắt thời gian nên cũng nản, tính nuôi lại mà bây giờ công việc nó nhiều quá nên không có thời gian nuôi nữa.
cây này là mấy cái aqui của bé trồng toàn là từ cây này ra không các bạn ơi. Nồng dồi dòng giống của nó từ bắt từ cái cây này, xong cái lai cũng có mà bắt từ cái này thêm cũng có, chung trọng đẻ ra cũng có mà bắt thêm này nuôi thêm cũng có. Rồi thôi, video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi channel của mình. Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.